bóng nhiên giọt nước mắt thấm mi cây Đường về ngày hôm qua bóng như ôi sao xa quá Anh nhớ em người ơi sao mới hôm qua Mà giờ chỉ mình anh lẽ lôi lần thầm lê bước trong mưa Oh my god, ca hay quá Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn Welcome back to my channel Ngày okay, so hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2023 Happy Holidays everyone Hôm nay trong video này dĩ nhiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về em WinFast ờ, Tại đơn giản là nói về em WinFast có nhiều người xem Tại đơn giản là em WinFast là xe thương hiệu Việt mình thích nói về nó Hầu ngoài ra không có vấn đề gì hết Tại đơn giản là mình cần phải nói về nó <laughs> Thì đó, quý vị cũng thừa biết rồi đó WinFast là một cái tên vô cùng đình đám ở trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước luôn Một cái tên mà nói ra tất cả những người Việt Nam trên cõi đời này ai cũng biết hết Thì á Bây giờ là gần hết năm 2023 luôn đúng không? Tức là WinFast nó đã coi như nó đã đưa xe qua tới bên Mỹ này Đã có, có một năm qua rồi Tại vì cái lô hàng đầu tiên 999 đô hoa hồng nó chở qua Mỹ vào cuối năm 2022 Bây giờ là cuối năm 2023 rồi đúng chưa? thì cái quan trọng con số hiện giờ là gì trong vòng một năm qua em Winfast đã kinh doanh như thế nào rồi? À, dĩ nhiên bây giờ chưa hết năm 2023 ấy nhưng mà không sao dựa qua các con số chúng ta cũng có thể vẽ ra được một bức tranh tình hình kinh doanh xe của em Winfast ở trên toàn thế giới luôn á. Thứ nhất <laughs> doanh số của Winfast tại Mỹ thì uh hay yeah. nói chuyện là phải có số liệu đàng hoàng quý vị Danh số Winfast uh, tại Mỹ uh, thì nó không được khả quan lắm. Nà, tại vì sao? Theo nè 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 không? Theo California Energy Commission không? Báo cáo số liệu, Nè không? Báo cáo số liệu cho thấy thì uh, số lượng của uh, xe của em Winfast thế nào quý vị? Số lượng xe của em Winfast nè trời ơi, đó nghe được đăng ký tại bang California chỉ cỡ 220 xe thôi. À, Cái này không biết là tính tới thời điểm này em Winfast bán ra được cho thuê được hay là uh, trong một quý hay là uh, sao đó, không có biết. <laughs> tại vì không có rảnh đâu mà uh, điều tra cái đó. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Đây là con số liệu mà do Sở uh, năng lượng của bang California người ta cung cấp là đã có 220 xe WinFast được đăng ký tại bang California à. Hey. Mm. Oh, cái này là nó cập nhật theo từng quý quý vị ơi ok à, nó cập nhật theo từng quý và cái lần cập nhật kế tiếp của nó đó là cuối tháng giêng ngày 31 tháng giêng năm 2024 tức là uh, cuối tháng sau khi yeah cái uh, California Energy Commission này nó sẽ cập nhật thông tin mới lúc đó chúng ta sẽ biết được là coi coi con số này nó có thay đổi hay không còn tính tới thời điểm hiện giờ thì cái cơ quan này nó cho chúng ta thấy là đã có 220 xe Winfast được đăng ký và cho thuê ở lộn được đăng ký có thể bán hay cho thuê gì đó tại bang California uh, trong uh, một quý gì rồi đúng không Quý vị gọi cũng có thể là quý III à, Hay là cũng có thể là hai à, ba quý trước đó Nhưng mà cho dù mỗi một quý nó có là 220 xe đi nữa thì nó cũng quá trời thấp quý quá trời thấp luôn á Tại vì sao? Cũng trong vòng một năm qua năm 2023 Nước Mỹ đã tiêu thụ hơn 15 triệu chiếc xe mới Again mình xin lặp lại, hơn 15 triệu chiếc xe mới Và 41 triệu chiếc xe đã qua sử dụng xe used Again, mình xin lặp lại, 41 triệu chiếc xe đã qua sử dụng và 15 triệu chiếc xe mới đã được bán ra trong nước Mỹ này trong năm 2023. Chỉ trong vòng 12 tháng thôi, nước Mỹ đã tiêu thụ tổng cộng 56 triệu chiếc xe hơi mới và cũ các loại. Trong khi đó, cũng trong năm 2023, Em Winfast uh, từ năm 2022 cho tới năm 2023 này em Winfast đã đưa qua Mỹ 2 23 lô hàng xe gì đó. Tổng số lượng xe là cỡ 23.000 chiếc. Thứ nhất là 23.000 chiếc đó nó chưa có bán hết. Đúng không? Cái đó là cái chuyện mà of course kìa đó. Cái thứ hai nữa là cho dù nó có bán hết đi nữa thì quý vị nghĩ xem. Lấy 23.000 chiếc xe cho 3.000 chiếc luôn đó. Mà chia cho mấy chục triệu xe nước Mỹ tiêu thụ thì nó là cái nghĩa lý gì quý vị? Nó là bao nhiêu phần trăm? Nó là bao nhiêu phần trăm trong cái thị phần ở đây? À là chấm không 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 có phần trăm nào hết. Ừ. Ừ. Và nếu mà lấy cái số lượng này mà đi so với Toyota, Honda, Acura, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Ford, Tesla, BMW, Porsche, cái giống gì mà đang bán trên đất Mỹ đó. Thì đây là con số nó khá là buồn cười quý vị Đây là con số nó khá là buồn cười Ây lộn, I'm sorry, ai cười cười mình Mình chỉ buồn thôi chứ mình không có cười, ok <cười> Em không có thể cười, ok đây <laughs> Chẳng qua là mình hơi vô duyên quý vị không? À, thành ra là mình nói nhiều khi mình đang nói chuyện buồn mà mình cứ cười vậy đó Đó, à, Tại hiện tật mình nó khó vậy đó ừ. Bỏ qua cái yếu tố đó Cái này là số lượng bên Mỹ đúng không Còn cái doanh số của Winfast ở ngoài ngay tại thị trường Việt Nam thì quý 1 là bán được 1.000 uh, mấy trăm chiếc gì đó Quý 2 bán được 9.000 mấy trăm chiếc Quý 3 bán được 10.000 mấy trăm chiếc Tức là tổng cộng quý 1, quý 2, quý 3 đó quý vị Là bán được cỡ um, uh, 20.000 xe đúng không? 21, 22.000 xe gì đó, đúng chưa? Đúng chưa? Đúng không? Ngàn mấy, cộng 9 ngàn mấy, cộng 10 ngàn mấy là ra tới 22.000 chiếc Đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là gì quý vị? Có tới mấy chục phần trăm trong số uh, lượng xe đó đó là được bán cho taxi xanh, taxi xanh á, GSM taxi xanh, Green Smoke Mobility. Mà taxi xanh á đó là công ty anh em với Winfast tại vì nó cũng thuộc tập đoàn Win Group đúng không? Tức là nó là công ty anh em với Winfast chứ còn cái gì nữa đúng không? Hai thằng đều cùng một chủ hết đó là tập đoàn Win Group. Đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa nào? Đúng. Ừ, mà, mà cái quan trọng là gì? Mà Win Group là cùng một chủ nữa. hả? Mà cái quan trọng là gì quý vị? nó nói lên điều gì? Thứ nhất, mười mấy hai chục ngàn xe đó Nó cho vừa hai ba chục ngàn xe luôn chứ đừng nói mười mấy mười chục ngàn xe Nó không có là cái nghĩa lý gì đó Tại vì sao? Tại vì ngay tại thị trường Việt Nam cũng trong năm 2023 Thì danh số tại thị trường Việt Nam á Nó phải cỡ ba trăm ngàn xe Đúng không? Hai ba trăm ngàn xe gì? Ba trăm ngàn xe thì quý vị lấy cái số lượng mà doanh số của Winfast mà chia cho toàn cái thị trường Việt Nam đi cả ba 000 xe mà chia cho 300.000 xe thì quý vị làm dùm em bài toán thôi 10% phần trăm chứ mấy tức là nó kinh khác doanh số của Winfast tại thị trường Việt Nam chỉ có 10% phần thôi cao lắm 11-12% phần thôi mà cái quan trọng hơn nữa là gì quý vị trong số mà coi như là cái tổng cái doanh số của Winfast tại thị trường Việt Nam đó là chủ yếu là khách hàng lớn nhất của nó là taxi xanh Taxi Xanh là công ty anh em với nó. Thì nó nói lên một cái điều mà kinh điển nữa là gì? Đó là ngay cả người Việt Nam à, cũng à, không không có thích à, <laughs> mua xe WinFast lắm. Tại vì gõ ràng nếu người ta thích mua, người ta mua rồi. Đúng không? Mà cái quan trọng hơn nữa là gì? Tại sao người Việt Nam lại không thích mua xe điện của WinFast? Đó là tại vì à, tại vì à, ai biết tại sao tiền của người ta người ta muốn mua gì ta mua chứ? đúng không không lẽ mua mua xe mà cũng cần phải giải thích lý do quý vị không lẽ mua xe mà cũng cần phải giải thích lý do đúng không <laughs> tiền của người ta ta thích mua gì ta mua đúng không? ta thích mua Toyota cho ta mua ừ. Đúng không ta thích mua honda ta mua ta thích mua uh, Mercedes thì ta mua đó, đó, không cần giải thích nhưng mà cái quan trọng là gì cái doanh số nó phản ánh quý vị cái số lượng xe bán ra nó phản ánh nó phản ánh là nó phản ánh cho thấy là người việt nam cũng không không có thích mua xe điện winfast thế thôi còn cái vấn đề tại sao người Việt Nam không ít thích mua xe điện Winfast thì uh, ai biết tại sao đúng không chắc có lẽ là giá cao quá à, cũng có thể là người ta cảm thấy nó bất tiện quá tại vì chạy xe điện xong rồi thí dụ nó hết bình đi là như là phải chờ sạc pin bao nhiêu phút đồng hồ bao nhiêu tiếng đồng hồ là mất biết bao nhiêu thời gian của người ta rồi trong khi đó thời gian là vàng bạc của gì thời gian là vàng bạc đúng không gì gì chưa kể là gì nhiều khi người ta không có nhà người ta ở nhà thuê rồi chỗ nào người ta sạc đúng không thiếu thiếu gì lý do hoặc là ta cảm thấy là cũng với số tiền đó 1 tỷ một tỷ một tỷ đồng hay tám triệu gì đó tức là tính ra là bốn năm đô đó là người ta có thể mua chiếc xe xe nhật hoặc cho ta honda nissan lexus gì đó hay là uh, bm hay là chevrolet ford gì đó đúng không hay là kia hay là hyundai không hay là porsche gì đó ta thích mua xe gì ta mua à mình ta sao ta cảm thấy là nó vừa túi tiền ta thôi, ta cảm thấy là mấy xe khác nó cũng mắc, thậm chí là nó mắc hơn xe Winfast nữa, nhưng mà được cái là gì quý vị thương hiệu, thương hiệu. còn cho dù có nói cái kiểu nào đi nữa thì uh, có một sự thật là gì xe Winfast nó mới đúng không, nó mới nó mới tức là gì nó không có thương hiệu, nó mới nữa có nghĩa là chất lượng nó chưa kiểm chứng, nó mới nữa có nghĩa là uh, thì nó mới có nghĩa là nó mới. <laughs> không oh. thì quý vị nghĩ xem trước tiên là nãy giờ là số, số lượng mà xe Winfast bán ra Mỹ đúng chưa bán ra bên Việt Nam đúng không còn bây giờ Winfast bán ra đâu nữa Canada đúng không Canada Canada được mấy chiếc Winfast đã đưa qua bên Canada cũng uh, hai, hai hai ba lô hàng gì đó được uh, uh, vài một hai ngàn xe gì đó nhưng mà dĩ nhiên là gì cũng không có bán bao nhiêu hết không, không bán bao nhiêu hết Tại vì nếu nó bán hết nó gian trời gian đất hết rồi <laughs> Ok không? À, mà cho dù cộng Mỹ, cộng Canada, cộng Việt Nam luôn Danh số thì là tại Đây Mỹ với Canada thì được vài trăm xe mỗi một nơi à, Bên Canada vài trăm ngàn chiếc gì đó Bên Mỹ vài trăm xe, ngàn xe gì đó Cộng với bên Việt Nam nữa Cũng không có được bao nhiêu hết đâu quý vị Cũng vẫn là lèo tèo con số mà có hai mấy, ba chục ngàn xe à, thôi. Trời ơi trời quý vị nghĩ xem rồi cho cái quý 4 này nó chưa công bố danh số cho cái quý 4 này là ở ngay tại Việt Nam nó nó thêm được 10.000 ngàn, 15.000 ngàn xe cho nó 20.000 xe luôn á. Thì thật cái nó cũng không có bao nhiêu hết á. Tại vì so với cái nguyên cái quy mô thị trường thị trường Việt Nam là nó đã nhỏ rồi mà nó còn nhỏ hơn nữa. Mà nó chỉ chiếm được có 10%, 15% cái cái thị phần của thị trường Việt Nam thôi. Thì quý vị nghĩ xem. Nó quá trời nhỏ luôn trong hạ nhỏ nữa. Thấy không? Thành ra là gì quý vị nó mới lỗ lã là chỗ đó đó Hiện giờ để coi tính tới thời điểm này trong 3 quý vừa qua đó nha Đó thì em Winfast Đây nè tính 3 quý vừa qua là em Winfast fast à lỗ đâu cả 1 tỷ 1 tỷ 7, mấy chục triệu rồi đó Rồi à, đây nè, Tính tới 3 quý vừa qua à, của à, năm 2023, tức là từ tháng Giêng cho tới hết tháng 9 đó quý vị Là em WinFast đã lỗ 1 tỷ 729 triệu đô, lẽ 771.016 đô Hay là để coi 1 tỷ á, thì có 24.000 uh, tỷ đồng, 700 triệu nữa là cái uh, tính ra là cỡ 40 mấy uh, ngàn tỷ đồng Nó lỗ thì ghê trời, không ghê chỉ ba quý thôi đó quý một quý hai quý ba thôi đó mà hiện giờ là gì còn cái quý tư nếu quý tư hiện giờ là chưa cập nhật thông tin tại vì chưa hết năm nhưng mà chắc chắn là gì quý vị khả năng cao là cũng bị lỗ nữa à, khả năng cao là sẽ đẩy con số này qua con số 2 tỷ quý vị thì ghê chưa đó thì quý vị đã hiểu tại sao rồi đó đó à, mà cái quan trọng là gì quý vị nó nói lên điều gì nó nói lên điều gì nè nào nó ghi nào? nè nào Ah, net loss for the period là gì? Tổng số lỗ cho khoảng uh, thời gian này ấy. Nha. Nha. Phải báo cáo tài chính Mỹ dễ đọc không? Nè, đặt qua sức khẩu xe đi Mỹ làm cái gì không biết nữa ha. Phải kê khai nè, phải ghi nè, doanh thu bao nhiêu, chi phí hoạt động cái nhiêu ha, bộ phận nào tốn nhiêu tiền lời lỗ bao nhiêu, ha, cần phải báo cáo theo từng quý từng năm rồi sau đó là tưởng gì mỹ nó làm gì quý vị mỹ nó công khai thông tin ra nó công khai ra để cho toàn dân toàn thế giới người ta đọc à, để người ta gọi là ta, uh, phê bình người ta chế bài người ta bàn tán người ta xôn xao người ta uh, uh, biểu môi đồ trời ơi nó nghe thành ra là gì quý vị ở một khía cạnh nào đó là coi như là mỹ không phải là thị trường thân thiện với em winfast lắm đúng không Đó à, đúng không rõ ràng đáng lý ra là Winfast nó phải nên xuất khẩu qua xe qua bên Trung Quốc mới đúng ở một khía cạnh nào đó Trung Quốc là thị trường xe nó đông hơn Mỹ đúng không ở một khía cạnh nào đó thì uh, nếu mà xuất khẩu xe qua Trung Quốc á, thì uh, chắc chắn là xe Winfast nó phải ngon hơn xe mấy tàu khựa rồi đó đúng không có gan có gan tại vì quý vị nghĩ xem xe Trung Quốc xe Winfast là gì nè người ta có, coi như là xe uh, xe đẳng cấp rộng gãi sang trọng lịch lãm thì không có lý nào mà lại đấu không lợi xe của mang tàu khựa hết đúng không có ngang có ngang đúng không mà chưa kể nữa vậy quý vị theo một số người mà người ta gọi là ủng hộ cuồng nhiệt cho xe winfast quý vị người ta còn nói là xe winfast nó ghẻ nữa mà giá phải chăng giá tốt nữa mà thì không có lý nào mà winfast lại cạnh tranh không lợi giá không vì giá không lợi mấy xe của mang tàu khựa đúng không cố gắng cố gắng À, và cái quan trọng hơn nữa là gì quý vị nếu mà Winfast mà xuất khẩu xe qua tàu khửa đó và lên sàn chứng khoán của mấy tàu khửa đó thì chưa chắc là dân, dân phải nộp những báo cáo báo, cáo như vậy mình không biết bên lực lệ của tàu nó như thế nào à, chưa chắc là dân Trung Quốc họ được xem những cái bản báo cáo như thế này thì chưa chắc là tình hình mà kinh doanh của em Winfast lại được thiên hạ người ta uh, soi xét và người ta bàn tán xôn xao như hiện nay Thấy không ở một khía cạnh nào đó quý vị xuất khẩu xe qua chưa Trung Quốc nó nó mới lợi lợi hơn lợi thế hơn cho WinFast hơn là Mỹ tại vì Mỹ là coi như là uh, coi như là Mỹ nó uh, thị trường không thân thiện dân Mỹ không khách quan nhận xét không khách quan về WinFast không? Uh, tình hình ta kinh doanh về đây rồi 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 coi coi như là Mỹ nó công bố lên cho toàn dân được uh, theo dõi để để mà coi như là bao nhiêu nhà bao nhiêu nhà đầu tư <laughs> À, bao nhiêu nhà đầu tư người ta gọi là bàn tán xôn xao cái gì hmm. thì à, ai ai dám ai dám nhào vô đúng không ai dám nhào vô nữa không? ở một khía cạnh nào đó Mỹ làm ăn về là coi như là không thân thiện đối với em Winfast rồi đúng không có gian, có gian. À, thành ra ở một khía cạnh nào đó em Winfast qua bên Mỹ đã là sai lầm rồi quý gì đáng ra là phải ngay từ đầu đó nghe ngay từ đầu là em Winfast phải nên là xuất khẩu xe đi Trung Quốc mới đúng thị trường 1 tỷ 400 triệu dân còn Mỹ được nhiêu dân Mỹ được nhiêu Mỹ được 330 mấy triệu dân chứ mấy trong đó có cỡ hai ba triệu người Việt chứ mấy đúng không mà người Việt Kiều á mà Việt Kiều là câu cơ miệng quý vị biết rồi đó Việt Kiều tiền đâu mua WinFast đúng không Mỹ cũng tiền đâu mua WinFast đúng không Mỹ là mấy Mỹ trả góp không tiền đâu mua xe WinFast đó đúng không đáng ra là WinFast nó phải xuất khẩu xe qua Trung Quốc mới đúng thị trường có tỷ mấy dân đúng không em bị cạnh tranh dĩ nhiên là phải cạnh tranh hơn mấy xe mấy tàu thừa rồi đó trời ơi đúng nha đúng là bởi vì tội nghiệp em Winfast phát à, nhưng mà bỏ qua đi quý vị bỏ qua đi thì quý vị cũng biết cái tình hình trong năm qua kinh doanh của em Winfast sơ sơ rồi đó mặc dù nó chưa công bố hết năm nhiều chúng ta cũng đã thấy được sơ sơ là trong vòng mấy à, à, coi như là sơ sơ trong vòng năm qua là tình hình nó không khả quan lắm mà nó không khả quan chủ yếu là gì quý vị cái cốt lõi vấn đề nằm ở đầu là nó không bán được xe mà nó không bán được xe đó quý vị nghĩ xem tại sao nó không bán được xe đó là tại vì uh, nó không bán được xe là tại vì người ta có, không có bỏ tiền ra mua xe nó thì cái vấn đề mà cốt lõi của em winfast hiện giờ là nó không bán được xe đúng không thì uh, cái cách giải quyết để mà giúp em winfast thành công mỹ mãn chinh đà chinh phục thế giới cấm cờ khắp khắp nam châu là gì quý vị đó là chúng ta phải yêu cầu những người nào yêu mến về uh, tự hào về xe winfast hãy đi mua nó đi mua nó tại quý vị cũng biết rồi đó quý vị nghe xem hồi đó về quý vị đã nghe được bao nhiêu lời tự hào của bao nhiêu người chúc mừng em vinfast rồi nào là tự hào vì vinfast nào là chúc vinfast thành công nào là hàng ngàn người mỹ vẫy chào nào là vinfast lật đổ tesla bỏ xa trung quốc nào là à, muốn à, à, có nhiều người đó nghe là nào là nếu mà em có tiền nếu mà em có tiền, em sẽ đi mua một chiếc xe win em chạy Hay là, à, à, tà, là người Việt Nam, tôi muốn ủng hộ hàng Việt Nam Biết bao nhiêu người mở miệng kiểu đó, quý vị Nhưng mà cái quan trọng là gì? Thực tế là sao? Mấy người đó không có mua Tại sao? Tại sao chúng ta biết những người đó không có mua? Đó là tại vì danh số nó phản ánh cho chúng ta thấy là mấy người đó không có mua Tại vì nếu họ mua thì danh số nó đâu có lèo tèo Dài <laughs> à, nghìn chiếc mà phải bán cho taxi xanh Hay là danh số nó, bên Mỹ nó cũng đâu có lèo tèo như vậy hay Canada nó đâu có lèo tèo như vậy đúng không? Thì nó phản ánh một điều là gì? Người ta nói nhưng mà ta không có mua Quý vị nghĩ xem Có bao nhiêu người đặt 5 chiếc xe WinFast, 10 chiếc xe WinFast, 20 chiếc xe WinFast, thậm chí có đứa nào đặt 60 chiếc xe WinFast xe 50 ngàn chiếc mà nó đặt 60 chiếc rồi 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 gấu cục nhờ, những cái đơn, đơn hàng nó đâu mất tiêu hết trơn rồi những cái đơn hàng đó đi đâu mất tiêu hết rồi những người nào mà mở miệng ra là đặt bao nhiêu chiếc xe winfast là họ họ đã nhận xe chứa họ nhận xe chưa? dĩ nhiên là chưa nhận đúng không? đã bao nhiêu người nào đặt 10 xe winfast hai chục xe winfast bốn chục xe winfast 60 chục xe winfast 100 xe winfast đã mua xe chưa? Quý vị điểm điểm danh những người đó xem họ đã mua xe chưa? nhưng là chưa. Đúng không? Đó. Thì quý vị nghĩ xem. Cái quan trọng của vấn đề mà nãy giờ mình muốn nói là gì? Xe Winfast nó không bán được xe. Mà cái quan trọng hơn nữa là gì quý vị? Ngay cả những người yêu mến, thương mến đó nó cũng không bán được cho mấy người đó luôn. Ủa vậy thì gốc cuộc là Winfast nó còn cái cơ hội nào để bán xe cho ai nữa? Không? không lẽ nó bán xe cho dì kiều khác nước tại có một điều chắc chắn 100% phần trăm là gì dị kiều khác nước là sẽ không mua xe Winfast tại vì sao tại vì quý vị nghĩ xem nếu mà nói theo nghĩa 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 nghĩa, nghĩa, nghĩa gì là nghĩa đen nghĩa trắng gì đó không cần biết là gì kiều khác nước tức là gì cái ưu tiên hàng đầu của người ta quý gì là phải đi mua nước uống đúng không quý vị phải, nếu mà quý vị bị khác nước là quý vị phải đi mua nước uống không lẽ quý gì đem tiền đi mua xe làm quá gì đúng không đã khác nước không lo giải quyết vấn đề là mua nước uống mua, mua xe làm gì à, trong khi đó vị kiều khác nước là người ta toàn là đi xe BMW, lexus porsche land rover tesla mình như hình như không hay là coi như là camry hyundai ford nissan à, land rover đó là những dòng xe mà kiểu kiều khác nước đi, mà không phải một chiếc nữa mà là hai ba chiếc, ba bốn chiếc. Vậy tức là nói cách khác có nghĩa là cái nhu cầu hiện giờ của những vị kiều khác nước là hoàn toàn không có cần phải mua xe điện gì đây hết, người ta chỉ lo mua nước người ta uống. Bởi vì VinFast sẽ không bao giờ bán được xe cho dì kiều khác nước hết đó. Vậy cái, gì, cái, cái 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 đối tượng khách hàng kế tiếp đó là Mỹ, Mỹ Xịn. À, Mỹ Xịn quá vậy. Thì Mỹ Xịn nó cũng có vấn đề nữa là Mỹ Xịn đó cũng không có nhu cầu mua xe winfast tại vì sao tình hình kinh tế khó khăn và khi mà nói về gì mà mỹ xịn đó quý vị mỹ xịn là ấy. mỹ xịn thì cũng như là gì kiều khác nước vậy đó mỹ xịn cũng sống ở mỹ cũng đi làm mỹ trang công việc như gì kiều khác nước và cũng kiếm đồng tiền y chang và cũng đóng thế y chang và cũng thiếu nợ y chang <laughs> cái gì nó cũng y chang hết nó cách khác có nghĩa là mỹ xịn y chang như gì kiều mà dì kiều y chang như mỹ xịn đó là cũng đi làm cũng đóng thế cũng thiếu nợ và yeah, cái quan trọng nữa là gì? Cũng có xe Xe không bị xịn là gì? Uh, uh GMC, Ford, Cadillac, Toyota, Hyundai, Honda, Nissan, Chevrolet, Porsche um, là uh, gì nào Land, uh, Land Rover, Highlander gì đó Ok, uh, Ford Vân uh, vâng, vâng, vâng ấy nói đơn giản nữa là Mỹ Xịn nó cũng có xe rồi nó không phải nó có một hai chiếc xe mà là ba bốn chiếc và coi như là nó cũng thiếu nợ cùng mình giống như Việt Kiều vậy đó thì cũng không có lý nào nó đi uh, mua xe Winfast nữa hết và cái quan trọng nữa là gì thực tế cho thấy nếu Mỹ thị mua là đã mua rồi nhé nó mua là nó mua rồi tại vì sao trong vòng một năm qua Mỹ thị đã mua 15 triệu chiếc xe 15 triệu chiếc xe mới và 41 triệu chiếc xe cũ Tổng cộng là xe mới và cũ là 56 triệu chiếc xe Ở ngay trên đất Mỹ này đã tiêu thụ 56 triệu chiếc xe Trong vòng một năm qua ừ. Trong khi em WinFast chỉ bán lèo tèo vài trăm chiếc Thì nó nói lên điều gì quý vị? Nó nói lên một điều đơn giản vô cùng là Mỹ xịn cũng không có nhu cầu mua xe WinFast à, Và các sách dân khác thì cũng y chang vậy đó Nó cũng không có nhu cầu luôn Tại vì đơn giản là nó đã có xe rồi và đơn giản là nó cũng thiếu nợ cùng mình hết. <laughs> và đơn giản là nếu nó mua nó mua rồi, nhá không? Vậy thì Winfast sẽ bán cho ai đây? Sẽ trông chờ giờ bán cho ai đây khi mà Mỹ xịn không mua, Mỹ uh, Mỹ khác cũng không mua và dì Kiều cũng không mua tại vì ai cũng có xe và ai cũng thiếu nợ cùng mình hết. Thì chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất cho em Winfast. Đó là những người uh, đó là Winfast nó chỉ còn trông chờ vào bán xe cho những người yêu mến nó thôi quý vị đã nghe được cái câu mà là người Việt Nam chúng ta phải nên ủng hộ hàng Việt Nam, à, chúng ta phải nên ủng hộ thương hiệu Việt hay là mà xe nào mà không có lỗi, mặc dù xe Winfast nó chưa có hoàn hảo nhưng mà là người Việt Nam chúng ta phải nên ủng hộ hàng Việt hay là gì nè, à, à, cái gì nè xe Winfast đẹp, nó đẳng cấp, nó sang trọng, nó hiện đại như vậy mà tại sao các anh chị không ủng hộ nó? hay là trời ơi đó nghe ủng hộ sẽ việc đó nghe sẽ giúp nó lớn mạnh sẽ giúp kinh tế phát triển vân 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 thành ra là thôi bây giờ chị kiều không có tiền mua xe rồi mỹ nó cũng không có tiền mua rồi sắc dân khác nó cũng không có tiền mua rồi thôi yêu cầu những người nào mà coi như là muốn win phát thành công phải không đi mua xe đó đi mua xe nó mà chạy hay là những người nào mà coi như là À, muốn ủng hộ xe việt nam thương hiệu việt gì đó đi mua nó mà chạy cứ việc mua nó mà chạy có ai ai mà họ nói là họ có xe rồi đúng chưa bán chiếc xe bán chiếc xe mà họ đang chạy đó hiệu gì không cần biết cứ bán đi ha à, bán mắt bán rẻ gì không cần biết cứ bán đi bán đi vậy là sẽ có nhu cầu mua xe mới đúng không thì chiếc xe mà, thì dùng cái tiền bán xe đó mua xe winfast mà chạy đúng chưa nào ai mà cảm thấy là tự hào về thương hiệu việt đúng chưa đi mua xe winfast mà chạy có tiền mua xe 4 bánh à, chẳng hạn như Winfast V8 V9 V7 gì đó mua xe 4 bánh còn không có tiền mua xe hai bánh Winfast nó có xe hai bánh đúng không Winfast nó có xe Tay ga điện thấy không? kể không? như là ai tự hào gì Winfast cứ việc đi mua Winfast mà chạy ai muốn sang Winfast thành công cứ việc đi mua nó mà chạy ai cảm thấy là có nước không bị khát nước cứ việc mua nó mà chạy không có vấn đề gì hết. Winfast nó đang rất là trông chờ vào cái sự ủng hộ mà thiết thực đó Winfast nó không có cửa nào để nó bán xe cho những người mà dân kiều khác nước hay là Mỹ xịn hay Mỹ Mỹ màu hay Mỹ gì đó nó đã bích cửa rồi tại vì người ta đã thể hiện cho nó thấy là người ta mua xe khác nghe không trời ơi trời quý vị nghĩ xem trong vòng một năm qua dân Mỹ người ta mua mấy chục triệu chiếc xe mà Winfast nó không bán được xe thậm chí là ngay tại Việt Nam người ta mua mấy trăm ngàn chiếc xe mà Winfast nó cũng không có bán được bao nhiêu ngàn xe hết là đó là cái câu trả lời đó muốn muốn cái gì nữa đó. đó là câu trả lời đó nếu người ta muốn mua nó người ta mua rồi ừ. nếu người ta muốn mua, ủng hộ nó ta ủng hộ rồi à. có những bây giờ thành ra là cái Winfast nó cần bây giờ là gì nó cần những người mà coi như là tự hào hay là muốn nó thành công đó chỉ là một việc vô cùng đơn giản đi mua xe Winfast <laughs> không có nói nhiều nữa không có trông chờ vào Mỹ nào mà ủng hộ hay là Việt Kiều hay là Việt Nam nào mà ủng hộ nổi WinFast hết rồi đó không có ai có tiền bạc gì đây hết đó cái okay, quên đi quên đi quên đi okay. cái <laughs> à. đây nè coi nào quý vị coi nè để coi coi cổ phiếu Winfast kìa nha Winfast stock à. trời ơi, bữa nay màu xanh nữa tá đó, à, màu xanh đầu ngày màu xanh không biết cuối ngày nó có màu đỏ không nữa tám <laughs> đồng gửi quý vị tám đồng gửi không biết từ đây tới cuối năm tới như gắn lên được 10 đô không nha nhưng mà again đã giờ mình đã so sánh phân tích cho quý vị xem rồi đó à, cái quan trọng là gì vì lâu về dài cổ phiếu Winfast nó sẽ xuống cái đó là theo quan điểm cá nhân của mình Ok cái à, theo quan điểm cá nhân nhận định riêng của mình, my guess is in the long run it goes down even more. Why? Because um... that's my guess. <laughs> Tại vì đơn giản là mình là theo mình đoán vậy đó. Ha, mình đoán là về lâu về dài qua năm sau, qua tháng giêng, tháng hai nó sẽ xuống. Ha? Đơn giản vậy đó. Còn ai nghĩ nó lên? Đó là quyền của mấy người đó. Họ nghĩ nó lên thì họ cứ đi mua xe winfast mà chạy đúng không <laughs> à thôi video nó dài xin chào tạm biệt quý vị nha bye bye